Thưa quý vị và các bạn, đường Hạnh Phúc hay còn gọi là quốc lộ 4C dài gần 170 km từ thành phố Hà Giang lên 4 huyện vùng cao nguyên đá, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc được khởi công xây dựng ngày 10 tháng 9 năm 1959. Sau gần 6 năm thi công với bao nhiêu vất vả hy sinh, ngày 20 tháng 3 năm 1965, con đường đã hoàn thành thông xe toàn tuyến trong niềm vui vỡ òa của đồng bào các dân tộc Hà Giang và những thanh niên xung phong tham gia mở đường. Con đường ra đời đem lại niềm hạnh phúc to lớn cho đồng bào các dân tộc vùng cao, một công trình kỳ vĩ trên cao nguyên đá. Đến Hà Giang, lên cao nguyên đá mùa xuân, với những ai yêu thích khám phá thiên nhiên thì đường Hạnh Phúc sẽ là một hành trình độc đáo, không nơi nào có được. Bắt đầu từ ngã tư Yên Biên, trung tâm thành phố Hà Giang, đường Hạnh Phúc sẽ dẫn du khách lên với 4 huyện vùng cao nuôi đá Hà Giang, nơi địa đầu phía Bắc Tổ quốc. Suốt dọc hành trình, trên con đường Hạnh Phúc dài hơn 160 km, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và cuộc sống của đồng bào vùng cao. Vượt qua những cung đường đèo uốn lượn trong mây, Bắc Sum, Cổng Trời, Cán Tỷ, Dốc Viềng, Thẩm Mã và đệ nhất hùng quan Mã Pì Lèng, mọi người sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, hồi hộp, thích thú và cả chút sợ hãi, lo lắng. Từ không khí đến con đường đến sự hùng vĩ đến mọi thứ mà mình cảm nhận rằng nó rất quá tuyệt vời. Mình cảm thấy là ở Việt Nam mình có những cái địa điểm mà thu hút rất là nhiều thứ về cao nguyên đá Đồng Văn, về con người thân thiện, về những chuyến đường đi nó khúc khuỷu, nó làm con người nó trải nghiệm những cái khám phá thú vị. Bất kỳ ai nếu đã một lần lên với cao nguyên đá Đồng Văn hẳn không khỏi ngỡ ngàng trước ngút ngàn núi đá, dãy trước dãy sau, điệp trùng bất tận. Sống trên đá, chết nằm trong đá, đá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người nơi đây. Đường Hạnh Phúc như một sợi chỉ dài vắt ngang lưng chừng núi, nối liền cao nguyên Đồng Văn với Hà Giang và các tỉnh miền xuôi. Theo dọc con đường là những bản làng thấp thoáng ẩn mình sau đá và những thị trấn khang trang sôi động trong nhịp sống mới. Ngày nay, nhiều người hàng ngày qua lại trên con đường này, nhưng không phải ai cũng biết về lịch sử con đường cách 50 năm về trước. Giờ đây, người ta đã quen với tên gọi mới của nó khi nhập chung vào hệ thống giao thông quốc gia, quốc lộ 4C, mà quên đi cái tên gọi một thời mang đầy ý nghĩa, đường Hạnh Phúc. Song trong sâu thẳm tâm cảm của mỗi người dân vùng cao Hà Giang và nhất là với mỗi người cựu thanh niên xung phong tham gia mở đường ngày ấy, con đường sẽ mãi vẫn là đường Hạnh Phúc. Con đường của ý đảng, lòng dân đã đem lại cuộc sống mới no ấm, tươi đẹp hơn cho người dân vùng cao và đem lại hạnh phúc thực sự cho những con người biết cống hiến, hy sinh. Con đường này là một con đường rất khó khăn. Toàn bộ đại bộ phận là núi đá che mẻo, nước không có mà uống, toàn là đi bộ. Đấy. Ngày xưa là thằng Pháp rất giỏi, nhưng mà thằng Pháp cũng chỉ mở được một con đường ngựa thôi, chứ không thể làm được đủ ô tô. Cho nên vì vậy đó, khu tự trị, khu ủy khu tự trị Việt Bắc đó, cùng với tỉnh ủy về nhân dân của tỉnh Hà Giang đó, bàn bạc là quyết tâm mở con đường này, phải gọi là con đường Hạnh Phúc. Nếu mà không có con đường này thì chắc cũng khó mà hạnh phúc. Và treo mình 11 tháng trời trên vách núi của Mã Pì Lèng để nhấn từng tấc đá mở cái con đường Hạnh Phúc. Chúng tôi khi mà được nhận cái nhiệm vụ mở Mã Pì Lèng, một số đồng chí tuyển được vào cái đội dũng cảm thì không sợ chết. Và sáng ra anh em đi tuyên thệ với nhau rằng nếu như có phải hy sinh thì chúng ta cũng xả thân vì cái con đường Hạnh Phúc này. Đường Hạnh Phúc được khởi công xây dựng ngày 10 tháng 9 năm 1959, sau gần 6 năm dòng dã, gian lao vất vả với hơn 2 triệu ngày công lao động. Đến ngày 20 tháng 3 năm 1965, con đường hoàn thành. Để có được công trình kỳ vĩ ấy, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những thanh niên xung phong đã đổ xuống. Chỉ bằng những dụng cụ làm việc rất thô sơ là những chiếc búa, những chiếc xà beng, cuốc chim, nhưng tuổi trẻ năng động và sáng tạo đã bắt thiên nhiên phải cúi đầu. Có những kỳ tích, ngày nay chỉ tưởng tượng thôi, chúng ta cũng không thể hình dung ra nổi
làm thế nào mà trong 8 giờ làm việc, có thanh niên xung phong đã đục khoan vào đá sâu tới 4,7 mét, trở thành kiện tướng đục lỗ tròn. Có những đoạn đường địa hình toàn đá cứng, vách núi cao, cua gấp khúc, đại đội thanh niên xung phong thi công đã nghĩ ra sáng kiến kè đá khan để mở cua, nghĩa là đập đá ra, chọn đá rồi kè khít mặt đường rộng từ 4 đến 5 mét mà không cần một chất kết dính nào. Chặng đường cuối cùng từ Đồng Văn đi Mèo Vạc dài 28 km là thử thách lớn nhất trên cả tuyến đường. 2 km qua đèo Mã Pì Lèng là một chướng ngại vật khổng lồ, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Người yếu tim chỉ cần đứng nhìn xuống đã hoa mắt, chóng mặt. Quyết tâm chinh phục Mã Pì Lèng, đội dũng cảm được thành lập gồm 30 thanh niên khỏe mạnh, hàng ngày treo mình trên vách đá, đục, đẽo, nổ mìn. Dòng dã 11 tháng trời, thi gan với đá núi, vực sâu, họ cần mẫn đục đẽo từng cm. Cuối cùng, sức người đã chiến thắng. Ngày 20 tháng 3 năm 1965, lễ khai thông con đường từ Hà Giang đến huyện Mèo Vạc được long trọng tổ chức. Niềm vui vỡ òa trong vòng tay siết chặt của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang và thanh niên xung phong mở đường. 6 năm dòng gian nan vất vả, hơn 1.200 thanh niên xung phong và gần 1.000 dân công là con em các dân tộc tỉnh Hà Giang với sức lao động phi thường làm nên con đường hạnh phúc dài trên 160 km xuyên địa hình hiểm trở. 14 thanh niên xung phong hy sinh, mãi mãi nằm lại trên cao nguyên đá. Trong khi đơn vị đang lao động thì có một hòn đá, không may nó ở trên tả ly, nó mưa, nó quá trình nó mưa, nó mới nhão ra, nó mới rơi xuống. Nó rơi xuống thì vừa lúc đó có hai bố con ông mèo đi qua, giật mình. Thế là xít thì rơi xuống vực. Thế thấy hai ông bố con ông mèo nhao ra vực thì đồng chí Đào Ngọc Phẩm này như thế là đang lao động ở cạnh đó, vội vàng lao ra như thế là kéo được áo, giật được hai bố con ông mèo vào trong mặt đường. Thì đồng chí Đào Ngọc Phẩm tức là bị quá đà, thì rơi xuống vực, hy sinh. Ngày hôm ấy thì là ngày 4 tháng 3, tức là chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành, thông xe. 50 năm đã đi qua, nhưng nhiều cựu thanh niên xung phong ngày ấy vẫn còn xúc động khi kể lại những ngày tháng tham gia mở đường hạnh phúc. Đây thực sự là một chiến tích lịch sử của hơn 1.000 thanh niên xung phong đã đóng góp công sức để tạo nên. Sự hy sinh, đóng góp của những người thanh niên ngày ấy để vùng cao Hà Giang phát triển như ngày hôm nay. Đặc biệt, từ khi cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, cùng với quần thể các di sản địa chất, thì đường hạnh phúc cũng được coi như một hợp phần không thể thiếu tạo nên sự độc đáo, vẻ đẹp kỳ vĩ của cao nguyên đá thu hút khách du lịch. Đường hạnh phúc là con đường huyết mạch, không chỉ có ý nghĩa chiến lược về mặt an ninh quốc phòng, mà nó còn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 4 huyện vùng cao và tỉnh Hà Giang. Kể từ khi có con đường thì nhân dân của huyện Quản Bạ đã dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc đến với địa điểm trung tâm của tỉnh. Qua đó cái việc giao thương cũng đã được phát triển và hàng hóa từ miền xuôi cũng đã được đưa lên với bà con một cách thuận lợi. Và các cái giá trị văn hóa tinh thần cũng được truyền tải một cách kịp thời hơn. Và tôi cho rằng những hoạt động, những cái lợi ích đem lại từ con đường là hết sức to lớn, đã giúp cho huyện Quản Bạ từng bước phát triển, có thể sánh vai với các huyện bạn trong tỉnh. Con đường hạnh phúc giờ đây đã được cải tạo, nâng cấp phẳng phiu, rộng rãi và an toàn hơn nhiều so với trước. Nhiều thế hệ con cháu của các thanh niên xung phong năm xưa lại tiếp bước cha ông lên vùng cao Hà Giang công tác. Đi trên con đường hạnh phúc, hẳn họ sẽ thấu hiểu hơn giá trị của những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của cha ông. Để rồi, mỗi người sẽ tự nhủ lòng mình phải sống và làm việc tốt hơn, xứng đáng hơn với sự hy sinh của những thế hệ mở đường hạnh phúc. Giờ đây, trên cao nguyên Đồng Văn đã có thêm nhiều tuyến đường mới nối liền mạch máu giao thông đến tận các bản làng. Nhưng con đường đầu tiên, con đường hạnh phúc, mãi mãi ghi một dấu son về kỳ tích
phá đá mở đường của thế hệ trẻ Việt Nam trong buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Con đường hạnh phúc hôm nay không chỉ có riêng giá trị là huyết mạch giao thông quan trọng, mà còn là vẻ đẹp kiêu hùng của mảnh đất cao nguyên, là chứng tích lịch sử về sức lao động sáng tạo phi thường của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.